Đây, một chiếc xe hơi rất là đẹp tại Malaysia các bạn, xe thể thao. Họ làm lại kiểu dáng thể thao. Nghe tiếng bồn rất là sướng tai. Về lái đi. Một mini mà gắn đẹp ghê. Chào các bạn, đây là một ngôi chùa lớn nhất tại Malaysia, Kuala Lumpur. Lớn nhất tại Kuala Lumpur nha các bạn ơi. Ngôi chùa Bà Thiên Hậu nha. Xung quanh là thành phố. Đây là cảnh vật chùa nha các bạn. Nhà là cái con rồng các bạn, trang trí cái con rồng ngoài đỉnh đầu và ở giữa là trân châu. Hai bên có một thêm một cái hình nhỏ nữa. Rất đẹp đấy các bạn.